Xin mời quý vị nghe thi giao duyên hội Bắc Phương. Các cô chú đang ngồi gần nhau nhé. Làm sao ngồi gần nhau được không cô? Cô nghe, cô ra ngồi gần nhau đi. Nó tay gì ra chứ nào, nó nặng nữa. Ấy ơi, thanh niên lại đi hội rồi vơ. Thích ngồi rồi, không thích đi rồi. À mà sao lát đấy để đấy. Nhớ mà mà sao thanh vậy? Nhớ mà mà bà. Hai chú ơi, hai chú dịch sang kia ngồi cháu quay một tí đi. Cháu để nhà máy đây với nhé. Chị ơi, em để nhà đây tí nhé. Chị không cười nữa nhé. Chị ơi, em để nhớ đây chị nhé. Rồi, chị cứ ngồi đi, chị cứ ngồi đi được rồi. Các cô này không biết ở đâu nhỉ? Cô này ở đâu đi ra nhỉ? Bên Thái nhá. Thái Nguyên, Thái Nguyên. Cô tận Thái Nguyên á? Ấy dồi, Thái Nguyên đi thằng tận đây vô. Thằng tận đây. Yeah. Yeah.
chú này che mất đầu rồi. Bị chú này che hết rồi. Để sang bên này nhá. Chú che hết rồi chú ạ. Chờ, để em rể vào. Mày quay đi, đúng không ăn đâu. Thôi chú quay đi, bây giờ cháu sang đây không vướng rồi. Biết điện rồi. Vâng. Cháu để đây một tí thôi. Nghe hát một đoạn thôi. Đấy, được rồi. Ngửi về nhá. Vâng ạ, tối nay cháu ngửi cho chú. Không quay đâu. Chú quay đi. Không quay đâu. Xem bà Thánh lên hát si hay à? Người yêu cũ của chú phải không? Có phải người yêu cũ của chú không? Phải. Làm gì có người yêu. Dạ. Già như cái yêu cái gì mà. Người yêu cũ mà. Không. Đây là cháu biết thôi. Để chú quay trực tiếp nhá. Vâng, chú quay đi. Thì văn hóa có những hẳn mà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
มาจะมาไม่ตุ่มมาไม่ขึ้นมาแล้วเราจะหาเงินมาแล้ว
Toàn bà cổ sở hát có thể đấy. Cái này thời gian đấy làm gì? Cái này từ sân khấu đi. Đi vào nhà với đấy ăn thảo đi. Là đi ăn chè đấy. Đi làm. Đi vào nhà nhá. Yeah.
Thế hả? Bên không quay chú đâu mà. Vâng. Hôm nào chú đẹp trai cháu hay quay nhá. Chắc chương trình ngộ. Chắc chương trình ngộ. Tóm 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 tó
tỉnh nó tỉnh ông đấy. Cái bầu nào đó. Chăm mẹ. Ừ. Chăm sóc gia đình. Ừ. Cái chắc quá à bơ. Chắc là Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quay lại. Thank you.
Con lấy nó còn đi.
chiến thắng đúng là thế mà khí mà đúng là thế mà khí là mà bị mù rồi chinh long léo lắm mà còn á các gái chạy hết rồi không vừa hết vâng.